Đây Sóng Đào, tạp chí truyền thanh được thực hiện nhằm mục đích xây dựng đời sống đạo trên nền tảng Thánh Kinh, lời của Thượng Đế Tạo Hóa. Ban phục vụ tạp chí Sóng Đạo xin kính chào quý thính giả trong tình thương vô biên của Chúa. Giờ đây, chúng tôi kính mời quý thính giả bước vào nội dung Sóng Đạo để sống những ngày đẹp ý Chúa, vui lòng người. Kính lạy Thượng Đế Ba Ngôi, là Cha đời đời, là Chúa bình an, là Đấng sáng tạo nên vũ trụ và muôn vật. Con xin dâng lên Cha lòng biết ơn sâu xa về tình yêu vô lượng, vô biên của Ngài đã dành cho nhân loại. Trong khi chúng con còn là người có tội, thì Ngài đã sai con một của Ngài xuống thế làm người để chịu đau đớn, nhục hình và chịu chết thay cho tội lỗi của chúng con. Để từ đó, hễ ai tin con Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa Giêsu, Ngài chính thật là Đức Chúa Trời thành nhân. Ngài đã thật sống lại từ cõi chết để những ai tin Ngài có được một hy vọng chắc chắn về sự sống đời đời mà Ngài đã dành cho chúng con. Cảm ơn Đức Thánh Linh, Ngài đang ở và ngự trong lòng chúng con. Xin Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, bước đi trong sự công chính và sống đắc thắng vì Chúa đã phục sinh. Amen. Truyền đạo Nguyễn Phi Hùng vừa dâng lời nguyện cầu. Quý thính giả thân mến, trái với không khí vui tươi rộn ràng của mùa Giáng sinh hay mùa xuân với lễ Tết dân tộc, Sóng Đạo 10 số đặc biệt phục sinh được thực hiện trong không khí trang nghiêm, cảm động giữa mùa thương khó, với hàng triệu triệu người con Chúa khắp thế giới đang hướng về đồi Golgotha, xúc động chiêm ngưỡng tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa trên thập tự giá. Những giọt nước mắt bi ai trong đêm thương khó sẽ tràn dâng thành những đợt sóng vỡ bờ của ngàn vạn lời ca vui mừng vào buổi sáng Chúa Nhật phục sinh. Đây, mời quý vị và các bạn bước vào nội dung Sóng Đạo 10 với chủ đề Vần đá đã lăn ra. Vườn Gethsemane, một đêm tối lịch sử, đêm khởi đầu cho đoạn đường thập tự giá dẫn đến cái chết đau thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Kinh Thánh ghi lại, đêm ấy, Ngài dẫn ba môn đồ vào vườn Gethsemane để cầu nguyện. Được rồi, các con hãy ngồi đây, chờ ta đi cầu nguyện đằng kia. Dạ, thưa Thầy. Suốt 33 năm trên đất, chịu đựng cuộc sống thật nghèo nàn cơ cực, Chúa Giêsu vẫn không màng. Suốt 3 năm đi khắp nơi để giảng đạo, chữa bệnh, cứu người, dù được ân cần tiếp đón hay bị hằn học đuổi xô, Ngài vẫn vui tươi. Nhưng đêm nay, tâm trạng Chúa buồn bực và sầu não lắm, vì Ngài biết mình sắp phải uống chén đắng. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Nhưng không theo ý muốn con,
mà theo ý muốn cha. Cầu nguyện một đổi, Chúa Giêsu trở lại thấy các môn đồ đang ngủ mê. Ngài kêu họ thức dậy, Ngài cần họ biết bao nhiêu, mong họ đồng lòng hiệp ý cầu nguyện trong những phút cuối cùng, nhưng họ nào hay biết. Chúa đành bỏ đi, tiếp tục cầu nguyện một mình. Trong cơn rất đau thương, Chúa cầu nguyện khẩn thiết đến nỗi mồ hôi như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Trở lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, các môn đồ vẫn còn say ngủ. Chúa cất tiếng gọi họ lần nữa. Bây giờ các con còn ngủ sao? Giờ đã gần tới rồi, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy dậy đi, kìa, kẻ phản ta đã đến kia. Khi Ngài còn đang nói thì Giu-đa là một trong 12 môn đồ đã dẫn đám đông mang đầy gươm giáo xông vào vườn nguyện, bị mua chuộc bởi 30 miếng bạc của các thầy tế lễ và các trưởng lão. Giu-đa dẫn đường cho họ tìm bắt Chúa. Hắn dặn rằng, hễ người nào tôi ôm hôn thì chính là Giê-xu, hãy bắt đi. Chào Thầy. Vì việc này mà ngươi đến đây sao? Hắn đã ôm hôn Ngài. Ôi, nụ hôn phản bội như một vết dao khiến người nhận nụ hôn ấy nghe đau đớn đến tận cùng. Rồi đám đông tràn tới trói Ngài dẫn đi. Họ bắt Chúa Giêsu dẫn đến nhà thầy cả thượng phẩm, nơi có rất đông các thầy thông giáo và các trưởng lão hội họp chờ sẵn. Nhóm người này đã ghen ghét khi thấy Chúa Giêsu được đám đông quần chúng đi theo. Họ ghét vì lời giảng dạy của Ngài đầy quyền năng, ghét vì Ngài làm được nhiều dấu kỳ phép lạ và ghét vì Ngài chỉ ra lớp áo tu hành đạo đức giả của họ. Họ đã lớn tiếng lên án, tìm đủ lời chứng dối để buộc tội, hầu có thể giết Ngài đi. Nhưng dù vậy, họ cũng không tìm được một chứng cứ nào xác đáng cả. Cuối cùng họ đồng ý kết tội Ngài lộng ngôn vì dám tự xưng mình là con Thượng Đế. Sau đó họ giải Chúa Giêsu đi đến quan tổng đốc Phi-lát. Quang cảnh tại trường án buổi sáng hôm ấy thật ồn ào với đám đông đảo quần chúng tụ họp. Kìa, Phi-lát kìa, kìa, kìa. Đâu, ra mà coi xem thôi. Đi, 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 dạ, coi. Ủa, cô lớn như kìa đi mà. Đi, 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 đi. Có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Thật như vậy. Bọn họ có nhiều điều để kiện ngươi đó. Ngươi không nghe thấy sao? Này, hãy tới ngày lễ vượt qua. Theo thường lệ thì ta sẽ ban cho các ngươi một tên tù tùy ý. Vậy thì hôm nay các ngươi muốn ta tha cho người nào? Tên cướp Barabba hay là Giê-xu gọi là cứu thế? Đám đông nơi trường án, họ là ai? Không phải họ là những người đã từng theo Chúa đó sao? Họ đã từng chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, đã từng sững sờ khi thấy người mù được sáng mắt, từng ca tụng Thượng Đế khi thấy người què được đi, người phun cùi được chữa lành,
ngay cả người chết sống lại. Vậy mà bây giờ họ, một số thì đứng đó lặng thinh, khiếp hãi trước bạo lực. Một số khác thì la hét điên cuồng, theo sự xúi dục của phe nhóm các thầy tế lễ, đòi phải giết chết ngài đi. Ta không thấy người này có tội chi hết. Ông đinh Giê-xu đi. Ông đinh. Ta không có tội về huyết của người này. Điều đó mặc kệ các ngươi. Thế rồi, dưới áp lực của dân chúng, Phi-lát đành phải thả tên cướp Ba-ra-ba và ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu trước khi đem đi xử tử. Quân lính vây quanh, hành hạ và sỉ nhục ngài. Những tràng cười nhạo báng vang dội khi họ ấn chiếc mão gai lên đầu ngài cho máu tuôn xối xả, khi họ khoác áo điều cho ngài, giả vờ quỳ xuống thờ lại vua dân Giu-đa, rồi nhổ vào mặt ngài, lấy gậy đánh vào đầu, lột bỏ áo điều đi và thẳng tay đánh đập. Ôi, trước những ngọn roi tàn bạo quất vào thân hình tả tơi bê bết máu đó, Giê-xu ơi, nếu ngài thật sự là con trời, thì hãy tự cứu lấy mình đi. Sao ngài lặng thinh trước nỗi nhục nhã đớn đau đến giường ấy? Không, ngài vẫn nín lặng, như chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông. Ngài chẳng từng mở miệng. Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sử phạt ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi ngài, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Thượng Đế đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên ngài. Sau những cực hình, họ đem Chúa Giê-xu đến đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Tôi mời anh về đỉnh Gô-tha để anh thấy một tình yêu chất ngất. Đấng con trời một thủa rất vinh quang, một tiếng hô chuyển động bốn phương ngàn, một lời phán cả đất trời xuất hiện. Thủa ban sơ ngài lập nền của biển, dựng núi đồi đem nước tưới rừng thiêng. Ngài là vua cao cả uy quyền, là tạo hóa của muôn loài vạn vật. Nhưng hôm nay với tình yêu chất ngất, ngài thay người chịu chết ở Gô-tha. Anh có thấy một thân người phơi dưới nắng, thân thể người hằn những vết thâm đen, bàn tay người đinh đóng máu còn loang, đầu người đội mão chiều bằng gai nhọn. Trong đói khát người gục đầu đau đớn, dưới nắng hè người quằn quại thảm thương. Những vết hằn đau thấu cả thịt xương, và buồn khổ dày xéo hồn rách nát. Anh có biết tội anh là chiếc đinh nhọn hoắt, đóng tay người làm máu chảy láng lai? Anh có biết tội anh chiếc roi hằn học, dáng trên người hằn những vết thâm đen? Anh có biết tội anh là nỗi cô đơn thăm thẳm, ngài đau buồn thiên phụ đã lìa xa? Tôi mời anh về lại Gô-gô-tha để anh thấy một tình yêu chất ngất. Đấng con trời đã chịu chết thay anh, đấng con trời đã chịu chết thay tôi. Ôi tình thương
tại đồi Gô-gô-tha, họ đóng đinh Chúa Giê-xu cùng với hai tên trộm cướp. Phía trên đầu Chúa họ mỉa mai treo cái bảng chỉ về án chết của Ngài rằng: Người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Sau đó, Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi gục đầu mà trút linh hồn. Thank you.
Chúa gục đầu vì sự sống của đời ta, gục xuống để thế giới biết ngước đầu về Cha cao cả, biết sống đẹp cao, yêu thương cùng nhau và đáng có một người nhà giàu ở thành Arimathê được quan tổng đốc Phi-lát cho phép đem xác Chúa xuống chôn. Ông để Chúa vào cái huyệt mới đục trong một vần đá theo phong tục người Do Thái lúc bấy giờ. Sáng hôm sau, các thầy tế lễ, thầy thông giáo cùng kéo đến Phi-lát. Họ xin quan tổng đốc cắt thêm nhiều lính để canh gác mộ Chúa, vì họ nhớ khi còn sống Chúa Giê-xu đã từng báo trước rằng sau 3 ngày Chúa sẽ sống lại. Nếu không canh giữ cẩn thận, e rằng các môn đồ sẽ đến ăn cắp xác Chúa, rồi phao tin đồn Chúa phục sinh chăng. Vậy họ vội vàng đi, đặt một tảng đá lớn chặn trước cửa mộ, niêm phong lại cẩn thận và tăng thêm nhiều lính canh thật nghiêm nhặt. 3 ngày sau, buổi sáng Chúa Nhật trời còn mờ mờ sương sớm, Marie Madeleine và vài người đàn bà khác đem thuốc thơm đến mộ định tẩm xác Chúa theo phong tục Do Thái. Họ hoang mang bàn với nhau, không biết ai sẽ lăn vần đá chặn cửa mộ rất lớn và nặng đó ra cho họ đây. Nhưng khi đến nơi, họ thấy cửa mộ mở toang, vần đá đã được lăn ra rồi. Bước vào trong, họ ngạc nhiên thấy ngôi mộ trống không. Kìa, có một người mặc áo trắng sáng lòa ngồi đó, khiến họ kinh hãi, sấp mặt xuống đất. Người ấy nói: "Đừng sợ, các bà tìm Giê-xu người Nazareth đã bị đóng đinh phải không? Chúa không còn ở đây nữa, Ngài đã sống lại rồi. Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Chúa chẳng ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi." Chúa đã sống, vâng đã lần ra.
thế chúng ta bước vào vầng đá đã lan ra, thế chúng ta bước vào. Này người ơi, sao cứ than khóc tìm xác Chúa? Kia ngôi mộ đã trống không. Này người ơi, sao kiếm ngài giữa vòng kẻ chế? Kia ngôi mộ đã trống không. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Để chúng ta bước vào. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để thấy chiếc cửa nhìn màu. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để vui thấy Chúa sống. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào, vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Trống không, và từ nay người ơi, ta sống vì chính vì Chúa sống. Từ ngôi mộ đã trống không, vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để khám phá năng quyền ngài. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để loan tin Chúa đã sống. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Vầng đá đã lan ra, để chúng ta bước vào. Các người đàn bà rời khỏi mộ run rẩy, kinh hoàng trước sự kiện phục sinh. Họ loan báo cho các môn đồ. Vài người đã chạy đến, thấy ngôi mộ trống và tin, nhưng phần lớn đều sợ hãi hoang mang lắm. Cho đến chiều hôm đó, khi các môn đồ đang khóa kín mình trong căn phòng nhỏ vì vẫn còn sợ đám đông sau vụ xử tử, thì chính Chúa Giêsu hiện ra đột ngột giữa họ với lời chào: Bình an cho các ngươi. Ngài đã đưa bàn tay mang dấu đinh và sườn hằn vết giáo đâm cho các môn đồ xem. Họ đều xúc động và vô cùng mừng rỡ. Thomas, một trong 12 môn đồ, đã kêu lên: Ôi, lạy Chúa tôi và Thượng Đế tôi. Chúa phán: Vì ngươi đã thấy ta nên mới tin. Phước cho người nào chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Sau đó, Chúa còn hiện ra nhiều lần cho nhiều người khác. Ngài đã giải bài về sứ mạng của mình trên đất là đấng cứu thế, đến để chết đền tội cho nhân loại. Mạng lệnh sau cùng và quan trọng nhất của Chúa Giêsu cho những người theo Chúa là: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Rồi một lần, khi đang chúc phước cho các môn đồ,
Chúa Giêsu được cất lên giữa đám mây. Ngài về trời trước sự chứng kiến của hàng trăm người vây quanh. Bạn thân mến, bản án tử hình của Chúa Cứu Thế Giêsu là một sự kiện lịch sử. Câu chuyện phục sinh của Ngài là biến cố trọng đại nhất trong các biến cố của loài người. Bạn có tin không? Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại từ cõi chết, đang ở đây. Bàn tay mang dấu đinh của Ngài đang gõ cửa mỗi tâm hồn chúng ta. Xin hãy mở lòng mình ra, mời Chúa bước vào để sức sống phục sinh tràn ngập cuộc đời chúng ta. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện kỳ diệu của Ngài, để biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu thật là Đấng sống. Bạn ơi, hãy tiếp nhận Chúa để chúng ta thật sự được sống, sống một cuộc đời vui tươi, phước hạnh, đầy ý nghĩa hôm nay, và sẽ còn được sống mãi trong cõi đời đời mai sau. Thưa anh chị em, những người con Chúa, câu chuyện phục sinh sẽ chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện cổ của Kinh Thánh nếu như chúng ta chưa thật sự gặp được chính Chúa phục sinh. Tại sao có những lần trong đời chúng ta chán nản, ngã lòng, chúng ta sống như Chúa đã chết rồi? Bạn ơi, hãy sống như Chúa, sống cuộc đời thanh khiết, tràn đầy tình thương. Hãy sống bên Chúa, sát gần Chúa để hưởng được sự bình an, vui mừng luôn luôn, dù ở trong thuận hay nghịch cảnh. Và bạn ơi, hãy sống, sống cho Chúa, tất cả cho Chúa, vì chúng ta đang hầu việc một Thượng Đế hằng sống. Giang tiếng thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng, sao cay đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi, hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông qua buốt giá, hay đang là mùa xuân ngát xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa chết rồi? Tại sao buồn, sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi, hãy sống như Chúa, thánh thiện yêu thương mọi người. Bạn ơi, hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi, hãy sống cho Chúa, đem sức sống mãi sớt chia mọi nhà. Bạn ơi, hãy sống trong Chúa không rời xa. Tại sao buồn, sao ưu phiền
hay sao, hãy sống như Chúa, thánh thiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới rớt chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, thánh thiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới rớt chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống trong Chúa không rời xa. Một câu hỏi thường được đặt ra: chết là hết, hay còn gì khác bên kia cửa tử? Đối với người có đức tin nơi Chúa, họ không cần chứng minh mà tin chắc rằng chết chỉ là sự biến chất của thể xác, còn linh hồn bất diệt thì đi vào cõi đời đời, hoặc vĩnh phúc nơi thiên đàng, hay đau khổ ở hỏa ngục. Với người không có đức tin thì chết là hết. Riêng giới khoa học thì bao giờ cũng tìm lời giải đáp cho câu hỏi kỳ bí đó qua những chứng minh cụ thể. Quyển Đời Nối Đời, Life After Life, của bác sĩ Raymond Moody, xuất bản năm 1975, trở thành quyển sách bán chạy hàng đầu làm xôn xao dư luận. Trong vòng 5 năm trời, ông phỏng vấn 150 trường hợp chết rồi hồi sinh. Tất cả hầu như kể lại một câu chuyện gần giống nhau. Moody tóm tắt lại những nét chính như sau: một người tới lúc suy kiệt cùng cực của thể xác, anh ta nghe bác sĩ tuyên bố rằng đã chết. Anh nghe vang lên một âm thanh khó chịu như tiếng chuông rung lớn hay tiếng động ồn ào. Cùng lúc đó, thân mình cảm thấy như được phóng nhanh trong một đường hầm tối om. Anh ta bỗng nhận thấy đang ở ngoài thể xác mình, có thể nhìn xuống thấy chính mình và bác sĩ, những người thân đang khóc chung quanh. Sau đó, anh thoáng thấy vong linh của thân nhân mình đã chết, và một vị thánh như bằng ánh sáng, đầy vẻ thương yêu ân cần hiện ra. Vị này hỏi anh một câu để anh tự đánh giá cuộc đời mình và giúp anh trong chớp mắt thấy lại toàn bộ cuộc đời anh. Bây giờ, anh được cho biết rằng mình phải trở lại trần thế vì chưa đến lúc chết. Nhưng cảm giác bình an, êm dịu và như chìm ngập trong tình thương khiến anh không muốn trở về. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, anh vẫn phải nhập vào thân xác và tỉnh lại. Đa số những người chết, sống lại, thuộc kinh nghiệm họ đã trải qua đều bị nhạo cười, không tin. Tuy vậy, chính họ đã thay đổi rất nhiều, biết tôn trọng đời sống hơn, thương yêu giúp đỡ người khác hơn, và không còn sợ cái chết nữa. Bác sĩ Michael Saborn cho xuất bản quyển sách khác năm 1982 có tựa đề Tái Sưu Tập Về Cái Chết, một cuộc điều tra y học. Thoạt đầu ông không tin những gì bác sĩ Moody viết là đúng, nhưng đến khi có dịp phỏng vấn một số người đã sống lại, ông bàng hoàng nhận ra nó hoàn toàn trùng hợp nhau. Sau 5 năm với 116 cuộc phỏng vấn, ông viết sách thú nhận rằng tất cả kinh nghiệm cận tử đều là sự thật, kể lại bởi nhiều thành phần khác nhau, chẳng những từ những người bình thường mà còn có những nhân vật tiếng tăm như văn hào Ernest Hemingway, Đô đốc Francis Beaufort và nhiều bác sĩ, giáo sư, khoa học gia, vân vân. Trên Internet ngày nay, chúng ta đọc được nhiều bài làm chứng lý thú của những người đã từng chết đi và sống lại. Trong đó có trường hợp khá đặc biệt của một viên cảnh sát người Nga. Anh đã chết mấy ngày trong nhà xác ướp lạnh. Khi người ta đẩy anh đến nơi để khám nghiệm tử thi, anh vùng đứng bật lên, khiến mọi người khiếp đảm bỏ chạy.
anh thuật lại đã được nhìn thấy cảnh đẹp lộng lẫy của thiên đàng, và cũng như bao nhiêu người khác đã từng được bước vào bên kia cõi chết, anh không muốn trở lại trần gian vì luyến tiếc trạng thái bình an, sung sướng, kỳ diệu ở trên ấy. Anh đã trở thành một tín đồ sốt sắng, viết bài làm chứng thật dài và cảm động kể lại khá chi tiết về một thiên đàng có thật mà anh được nhìn thấy. Anh kêu gọi mọi người đừng tranh giành, chạy theo vật chất tạm bợ trên đời nữa, mà hãy chuẩn bị để bước vào cõi đời đời tuyệt diệu mai sau. Gần đây, khán giả truyền hình Canada đã thích thú theo dõi cuộc phỏng vấn một khoa học gia người Nga kể kinh nghiệm chết đi sống lại của ông. George Rodinia là một nhà khoa học trẻ tuổi bị xe đụng chết tại chỗ khi anh đang đứng ở góc đường để chờ được đón ra phi trường đi Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 9 năm 1976, gia đình nhận được giấy khai tử. Ông được quàng 3 ngày trong nhà xác. Đến khi người ta kéo ra để khám nghiệm tử thi thì ông sống lại. Những điều nhìn thấy về cõi sáng đã khiến ông bỏ khoa học, vào trường thần học và hiện đang làm mục sư ở Texas, Hoa Kỳ. Một quyển sách nhỏ có tựa đề Tôi đã chết và được sống lại, với lời chứng của cô Lý Cẩm Dung, một tín hữu Việt Nam ở Đức, đã làm nhiều độc giả xúc động. Trong một cuộc giải phẫu tim ngày 23 tháng 12 năm 1997, cô đã chết trên bàn mổ, trái tim nằm ở bên ngoài cơ thể, ngừng đập, chờ đưa vào nhà xác. Nhưng thình lình cô cử động và nói chuyện, khiến các bác sĩ lại tiếp tục cuộc giải phẫu thêm 4 tiếng rưỡi nữa. Bởi lời cầu nguyện khẩn thiết của chồng và các tín hữu, quyền năng của Chúa Giêsu chạm đến và cô đã sống lại. Nguyện vọng của cô là nói cho mọi người biết về Chúa cứu thế Giêsu, đấng sống, đấng duy nhất có thể ban sự sống vĩnh cửu cho ai tin Ngài. Ngày nay, những viện đại học lớn đều có chuyên ban nghiên cứu về NDE, chữ tắt của Near Death Experience, tạm dịch là kinh nghiệm cận tử. Hội nghiên cứu cận tử quốc tế đã được thành lập, quy tụ nhiều tiến sĩ, bác sĩ, khoa học gia để tiếp tục nghiên cứu về một vấn đề huyền bí bên kia cõi chết mà con người ai cũng sẽ một lần đi qua. Quý vị và các bạn vừa nghe Bên kia cửa tử, bài viết của Vũ Tính Trung, người đọc Linh Khiêm. Và bây giờ là ca khúc Khi có Giêsu của Nguyễn Xuân Sanh qua tiếng hát bé Phương Khanh. Thưa quý thính giả, sau đây chúng ta sẽ bước qua phần Thánh Kinh giải đáp với Mục sư Nguyễn Anh Tuấn. Xin kính chào Mục sư.
Thưa mục sư, đây là một câu hỏi thường được đặt ra trong mùa phục sinh để chúng ta cùng nhau suy gẫm. Đó là Chúa Giêsu có thật sự sống lại không? Theo như lời khẳng định của Thánh Kinh, Chúa Giêsu đã thực sự chưa hết chết đi, được chôn trong mộ huyệt và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại, xuất hiện nhiều lần cho nhiều người. Và trong một lần Ngài đã xuất hiện cho một đám đông có đến 500 người. Dù thế, sự kiện Chúa Giêsu sống lại vẫn bị nhiều người phủ nhận, coi như đó là một huyền thoại của những người cuồng tín. Nhiều năm trước đây, có một vị luật sư tại Anh Quốc đã xuất bản một quyển sách với tựa đề Who Moves the Stones, có nghĩa là ai đã lăn đi tảng đá, hàm ý tảng đá chặn ngôi mộ chôn Chúa Giêsu. Trong phần giới thiệu, tác giả cho biết quyển sách này được viết ra trái lại với ý định nguyên thủy của người viết. Vốn là một người vô thần, nghi ngờ về sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu, vị luật sư này đã tìm hiểu những bằng cớ theo cái nhìn của một người hiểu biết luật pháp để đi đến chỗ kết luận phủ nhận biến cố phục sinh. Nhưng rốt cuộc, sau khi tìm hiểu và lý luận vững vàng, tác giả đã được thuyết phục trở thành con cái Chúa qua chính công trình nghiên cứu cặn kẽ của mình. Trong quá khứ đã có ít nhất 4 giả thuyết phủ nhận biến cố phục sinh. Giả thuyết thứ nhất cho rằng Chúa Giêsu đã không thực sự chết hẳn, Ngài chỉ bị ngất đi trong giây lát. Khi bị tẩm liệm, chôn đi, không khí mát lạnh trong ngôi mộ đã giúp cho Ngài tỉnh lại và sau đó đi ra xuất hiện với các môn đệ. Lý luận này không được vững chắc vì một người bị đánh đập và hành hình khủng khiếp trên cây thập tự không thể nào sống sót nổi. Nếu có dịp xem cuộn phim The Passion of the Christ, trong đó hình ảnh đau đớn của Chúa Cứu Thế được đạo diễn Mel Gibson mô tả một cách thật là kinh hoàng, thì chúng ta càng thấy lập luận kể trên càng không thể chấp nhận được. Giả thuyết thứ hai cho rằng các môn đệ trong trạng thái hoang tưởng nghĩ rằng Chúa Giêsu đã sống lại trong trí tưởng tượng của họ. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng sau khi Chúa Giêsu chết đi, các môn đệ đã phải trốn tránh trong sợ hãi và ít nhất có một người như sứ đồ Thô-ma còn nghi ngờ về sự sống lại của Ngài khi được các môn đệ khác đã chứng kiến sự sống lại của Chúa và kể lại cho ông nghe. Sau đó Kinh Thánh cũng ghi nhận thêm rằng Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần cho nhiều người và có một lần có đến 500 người chứng kiến sự xuất hiện của Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Giả thuyết thứ ba cho rằng kẻ thù của Chúa Giêsu đã cướp xác Chúa Giêsu đi với thâm ý ngăn ngừa một cuộc nổi dậy từ các môn đệ cuồng tín của Ngài. Tương tự như đã trình bày ở trên, hầu hết các môn đệ của Chúa không phải là những người có đủ can đảm để chống đối chính quyền. Ngoài ra, sau khi Chúa Giêsu sống lại, xuất hiện và khích lệ cho các môn đệ có sự can đảm để rao truyền tin vui, thì tại sao kẻ thù của Ngài không trưng bày xác chết của Chúa ra để trấn an dư luận? Giả thuyết thứ tư cho rằng các môn đệ đã cướp xác của Ngài và một kẻ nào đó đã giả mạo Chúa Giêsu để trấn an những người tin theo Chúa. Trong lịch sử, hầu hết tất cả những gian trá cuối cùng đều bị phơi bày ra ánh sáng. Nhưng hơn 2.000 năm qua, có biết bao nhiêu người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để chỉ nói lên một sự thật: Chúa Giêsu đã sống lại. Tóm lại, chỉ còn một giải pháp cuối cùng cho câu hỏi Chúa Giêsu có thật sự sống lại hay không. Đó là vâng, thực sự Chúa Giêsu đã sống lại. Sứ đồ Phao-lô đã từng tuyên bố, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta, những người theo Chúa, là kẻ ngu dại nhất trên trần gian và đã bị dối gạt. Có một bài hát của mùa phục sinh đã kết thúc bằng điệp khúc như sau: Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Vâng, đó là bằng cớ hiển nhiên nhất của sự kiện Chúa phục sinh. Chúng tôi ước ao những ai đang nghe chương trình Sống Đạo này, xin hãy lắng lòng, chân thành tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Và chúng tôi tin rằng bất cứ ai tiếp nhận Ngài thì sẽ được lời Chúa hứa vui hưởng một cuộc đời sung mãn tràn đầy sức sống của Chúa phục sinh. Amen.
sương sớm mai còn văng văng đó đây. Rừng núi đang mơ màng lao sao trong gió, tiếng chim đón chào bình minh, mặt trời lên xóa tan đêm dài, mặt trời lên xóa tan đêm dài. Người ơi hãy mở cửa sổ tâm hồn về hướng đông, cho mặt trời chân lý tràn vào răng rơi. Hãy để cho lòng mình mở ngõ tiếp ánh nắng ban mai, đem sức sống đến cho đời. Bạn có hay chăng Chúa đã sống lại rồi, tin vui mừng ấy đã lan tràn khắp đất, xúc động nào làm nghẹn nghẹn trái tim tôi. Ôi mặt trời đã mọc lên xua tan đêm dài tâm tôi, bóng chết không còn trùm phủ nơi nơi, màu nhiệm phục sinh đã chấp cánh cho nhân gian, dương đến chân trời đẹp cao trong sáng. Này người ơi sao còn sầu đau mãi, Chúa chẳng ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Ngôi mộ trống không như đã nói thay lời, thôi đừng khóc nữa những giọt sầu tuyệt vọng, giữa lúc mặt trời đang bừng sáng thật vinh quang, hy vọng như màu xanh bao phủ không gian, vì Chúa không chết mãi dưới hằn thù gươm dao. Ôi tình thương đã phục sinh và còn sống mãi, để trên môi đời còn nở những câu mệt mỏi giữa cuộc đời, trên dặm đường thiên lý xa xôi, nghe trái tim mình như nức nở sầu thương, ngỡ như lẻ loi trong đêm trường. Bạn ơi có rồi bên cạnh Chúa là bạn đồng hành yên lặng, bao nhiêu lần Chúa hiện diện bên ta để ủi an nhủ khuyên dạy bài, thế mà ta cứ thở dài chẳng hiểu ai đang ngỡ Chúa dần nằm trong mộ sâu tâm tôi. Hỡi người hãy lắng nghe tiếng nhân từ êm ái,
để hiểu rằng Chúa dẫn bên ta, để trên đường dài tiếng hát vang xa. Người ơi xin hãy lắng tai nghe tiếng nhân từ êm ái, để tin chắc Chúa đã bước ra khỏi mộ phần tâm tôi, đã sống lại quang vinh và cùng ta chung lối chung đường. Chúa ở bên ta xua bóng tối đêm trường, hãy đặt tay mình vào dấu đinh tay Chúa để biết tình Ngài sâu nặng đến bao nhiêu. Ôi sự hy sinh của con trời cao cả, gục chết để đền tội thay người và sống lại cũng vì ta. Từ đây trên dặm đường xa bước đi bên Chúa, phòng ba chẳng ngại ngần. Sương sớm mai còn văng văng đó đây, rừng núi đang mơ mà lao sao trong gió, tiên chim đón chào bình minh, mặt trời lên xóa tan đêm dài. Mặt trời lên ôi mặt trời công nghĩa, soi sáng tâm linh cho cuộc sống rạng ngời. Nếu có ai muốn tìm cứu Chúa phục sinh thì xin được chỉ vào mỗi cuộc đời người Cơ Đốc. Tình thương ơn phước ngập tràn khi có Chúa sống giữa tâm hồn và sống mãi trong đời ta. Bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn sẽ gặp lại vào kỳ tới. Nếu bạn là thân hữu muốn tìm hiểu thêm về tình thương cứu chuộc của Thượng Đế, mời bạn đến với Hội Thánh Tin Lành tại địa phương. Quý mục sư truyền đạo và tín hữu rất vui được tiếp xúc với bạn, tiếp tục giúp bạn trên hành trình tìm đạo và sống đạo, để cùng nhau xây dựng đời sống an lành, hạnh phúc và hữu dụng. Nguyện cầu Chúa ban thật nhiều phước lành trên bạn. Thượng Đế rất yêu thương bạn.